Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một cuộc gọi từ anh thợ là anh Phong, có nói với cháu Lực rằng là nhà của anh Phong lại tiếp tục là bị sạt cô bác ạ. Nhưng mà ở đây thì hiện tại là vợ chồng của anh với lại là con là đang ở nhờ là với lại bố mẹ thôi. Đấy. Trước đây là vài tháng thôi thì cũng cháu Lực cũng ghi hình lên một hai cái thước phim. Như các bác có theo dõi được rằng là cái nhà cũ của anh, đôi vợ chồng của anh thì hiện tại thì đã không có ở được rồi cô bác ạ. Và có chuyển ra ở nhờ với lại là bố mẹ. Nhưng mà đến đêm hôm qua lại không may nhà của anh lại tiếp tục là bị sạt tiếp cô bác ạ. Có vẻ như là những cái trận sạt lở là coi là vợ chồng của anh đi đâu là đều đi theo đấy cả cô bác ạ. Ở trước mặt cô bác thì cô bác có nhìn thấy rằng là bị sạt khá là nhiều. Có những chỗ thì cháu Lực đã nhìn thấy là bị sạt đến tận là góc chân của cột nhà rồi. Tuy nhiên là cái chỗ của cháu Lực đang đứng này thì là nguy cơ này cô bác này. Nguy cơ thì cũng bị sạt xuống rất là nhiều. Tại vì là ở đây cháu Lực nhìn thấy là có một chỗ là đã bị là dạn nứt, là bị sạt xuống rồi. Cái thời gian này thì đang chịu ảnh hưởng bởi cái cơn bão số 3 cho nên là rất là nhiều nơi ở tỉnh thành đều là sạt này và ngập lụt này. Và cháu Lực cũng muốn là ghi một cái thước phim để mà chia sẻ lên cho các bác là cũng biết sau khi mà cơn bão thứ 3 đi qua thì để lại những cái khổ gì cho nhân dân vùng cao của bác ạ. Còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của anh Phong xem là mức độ sạt nghiêm trọng là tới đâu cô bác nhá. Như ở tại là cái con đường mà cháu Lực đang đi chẳng hạn này cô bác này. Đây thì nếu mà như mà mưa thêm một thời gian nữa có lẽ là cả cái mảng này là cũng ngồi xuống và cũng sạt đi xuống cái kia hết luôn cô bác. Nếu mà như mà cái mảng này sạt thì phải nói là phía này là không có một cái con đường nào để nào mà đi xuống cái nhà của hai ông cháu rồi cô bác ạ. Đây, ở đây là cái con đường mà rất là quen thuộc với cháu Lực rồi cô bác. Con đường mà đi xuống cái nhà của hai ông cháu. Hiện tại thì cháu Lực cũng đã theo dõi là ở trên tin tức này cô bác này thì anh đang đâu ấy? Em đến nhà anh rồi. Anh quay trở lại mà cái đến cái câu mà tin tức này cô bác, nếu như các bác có theo dõi được rằng ấy hiện tại thì ở Yên Bái với lại Lào Cai này và một số nơi tỉnh lẻ nữa thì đang cũng phải chịu những cái trận bão và thiệt hại rất là lớn. Không biết là về cái đôi vợ chồng của anh Phong lần này thì có bị thiệt hại về cái phần vật chất được không cô bác? Thế còn về tính mạng thì hiện tại cháu Lực nhìn thấy là chắc là chưa có thiệt hại đến cô bác ạ. Ủa, chỗ này có vẻ như là sạt hầu như là lấp cái con đường mà đi xuống cái nhà của hai ông cháu luôn cô bác ạ, phía bên này ấy. Anh Phong về vừa rồi cháu Lực điện thì anh là chưa đi xuống nhà của hai ông cháu cô bác ạ. Không biết là xem là anh ấy, mức độ sạt của anh là tới đâu rồi. Ui, có vẻ như là cái con đường này là mất đi rồi cô bác. Đây thì cháu Lực thấy là có một cái búi tre. Cái búi tre này thì đã có vẻ như là ngồi xuống rồi. Kia là thêm có một búi tre to nữa. Biết là đi từ đây đi nhà của anh ấy có được không? Cháu Lực đi đường này lên. Ra đến góc kia thì có vẻ như là sạt là đến tận là cột nhà rồi cô bác ạ. Thấy là cột nhà là có vẻ như là không có chạm tới đất rồi.
mưa nhiều quá nên là anh dùng tấm bạt để mà che mất đi. Trước kia thì là chỗ này là cũng có bị sạt một lần này có bác này, nhưng mà chỗ này thì có vẻ như là sạt xong thì đã có một chút là cỏ mọc lên rồi. Đôi vợ chồng của anh Phòng hiện tại là vẫn còn đang chưa đủ kinh phí để làm thêm nhà mới của bác ạ. Thì ra là vẫn đang ở với lại là bố mẹ, nhưng mà đến đêm hôm qua thì cũng không may tiếp tục là sạt lở đến thôi. Ấy, anh Phòng đâu rồi chị? Ôi, nhà chị hôm qua lại sạt lở nhiều đấy. Ê, vâng. Anh Phòng này có vẻ như có hai con chó mới có một con một đầu bác ạ. Đang sáng anh. Ôi, nhà anh thì có vẻ là bì cũng bị sạt nhiều đấy anh Phòng nhỉ? Ở bên kia thì còn bị sạt nữa không anh? Em đeo cho anh một cái mic này. Ở bên kia thì còn bị sạt không anh, bên kia? Bên kia có, bên kia còn bây giờ hiện tại bị sạt nhiều ấy. Bên kia là cũng bị á? Bên kia cũng bị, bên này cũng bị. Nhưng mà có vẻ là năm nay là vợ chồng của anh đi đâu là cảm giác như kiểu là sạt lở nó đi theo đến đấy nhỉ? Đúng rồi đấy. Ở bên kia sạt giờ sang bên này cũng sạt hết rồi. Này nếu mà không có bụi tre thì chắc là cũng đi nốt rồi mới nhỉ? Đúng rồi. Bụi tre này chắc khả năng cũng chịu không được nữa. Cái ngọn toàn bị đổ xuống dưới kia hết rồi. Đây là lúc mà đêm bị sạt đến tầm độ là mấy giờ anh? Đêm là 2 giờ đêm mới sạt. Dạ? 2 giờ. 2 giờ đêm á? Đúng rồi. Giờ mưa 3 ngày liên tiếp rồi cô bác. Có lẽ là đến cái ngày thứ 3 mà vừa mới tạnh cái là ở đâu đâu cũng thấy là sạt là rất là nhiều. Có về gà qué này kia thì có bị ảnh hưởng gì không anh, hay là có bị thiệt hại này không? Gà qué thì cái này thì cũng bị thiệt hại đấy, nửa đêm thế này. Giờ đâu cũng sạt nơi này đến cột của nhà anh rồi. Ui, đêm hôm qua sạt trong chắc không dám ngủ quá nhờ, đêm nó sạt đây. Sạt chỗ chân em còn bị nứt đi ngoài sạt tiếp ngoài bên kia rồi. Cái chỗ này thời xưa thì có phải là cái đất mượn không anh? Có cái đất mượn đấy. Mượn á? Đúng rồi. Đúng rồi, cái cột này thì có vẻ như là còn không chạm tới đất rồi này. Cô bác ạ. Này thì chắc là trước anh cũng dùng đá kê hay là như nào chứ? Có đá, bây giờ đá cũng xuống hết rồi, đá cũng lăn xuống dưới. Nhưng mà chỗ này là trước anh có kè không anh chỗ này? Có mà trước anh cũng kè bằng đá thôi, nhưng mà kè bằng đá không có xi. Cái này là anh kè bằng thủ công, kè bằng đá thôi nhỉ? Đúng rồi. Ủa, ở đây thì nếu mà bây giờ kè mấy, nếu mà cứ thời tiết mà cứ mưa này thì cả gia đình làm sao mà dám ở như này? Cái này thì bên xá thì người ta có biết không anh? Ừ, hôm nọ anh cũng báo rồi nhưng mà giờ không biết được có được chút kinh phí nào để kè lên hay không. Nhưng mà như này thì bên xã có chưa di rời không hay là vẫn chưa có quyết định gì anh? Cái này hiện tại vẫn chưa quyết định được. Chưa quyết định có di rời hay không. Thì đất của nhà anh thì cũng thuộc dạng là như kiểu là đất đất cắt này, có bác này có một phần là thuộc dạng thôi, là đất cắt một chút. Em thấy là trước chỗ này là có một cái bụi tre nhỉ, chỗ này ấy. Đúng rồi, bây giờ kia bụi tre giờ nó nằm ở tận dưới kia. Có một cái bụi tre nhỏ thì là nằm ở tít xuống dưới kia rồi. Bụi tre này chắc là trồng được tầm độ 3-4 năm rồi mà anh. Giờ với cái này trước ở đây có một bụi nhưng mà nó trước cũng bị xuống rồi. Bây giờ cái bụi này thì như được 4-5 năm hay sao ấy. Thì mái hôm kia nó lại xuống rồi. Hầu như là nhà của bà con trên vùng cao của bác thì đều là hoàn toàn nằm ở cái sườn đồi thôi, cho nên là không có chỗ nào để mà bằng để mà biết là chắc chắn để mà làm cả. Tuy nhiên là đến năm nay thì có vẻ như là cái trận sạt lở này có thể dẫn đến là cái nỗi ám ảnh đối với lại là đôi vợ chồng của anh Phong. Không phải là thiệt hại về cái phần là vật chất nữa đâu, mà kể cả là phần tinh thần này. Cái búi tre kia thì em thấy là nó bị kia là cũng bị đổ ấy nhở, bị đổ ấy. Cái buổi sáng anh xuống làm hai nhà ông cháu thì nó chưa bị đâu nhá. Anh làm nhà ông cháu lên tối anh mới lên là thấy nó đổ xuống là, như vậy. Thế là đến là buổi tối về là anh nhìn thấy là trước kia. Đúng rồi. Này thì bây giờ nếu mà mưa nhiều quá thì nó chắc là phải mua bạt về đây nhỉ chỗ này.
Giờ thì nếu mà chắc 1-2 ngày tới mua thì cái này chắc phải là sử dụng bạt và tre. Bây giờ phải dùng bạt che đến tận trên này cô bác này. Trên này đi này. Ôi cái chuồng lợn ở phía bên kia thì nếu mà bây giờ sạt một lần nữa là chuồng lợn coi như đấy là chuồng lợn đấy là đi theo luôn đấy nhở anh nhở. Đi rồi ạ. Chỗ này thì có cái búi này cô bác này, có cái búi tre này là nó chưa ngồi xuống thôi nhưng mà tuy nhiên là nó đã bị không có bằng phẳng phía bên này rồi. Đấy là có những cái vết cái vết này, dặn nứt này rất là lớn lớn. Bị sạt thế này đêm thì đêm trời mưa cũng sợ chứ em. Đêm ơi, trời mưa thì có dám ngủ đâu. Đêm ơi, nhà đêm ơi. Rất sợ luôn. Rồi trần trong kia chỗ này này còn nứt ra tận gần đến nhà vệ sinh rồi. Nước á? À? Nứt đây nó nứt đây. Nứt á? Đúng rồi, nứt từ đây ra còn nhà. Hai bác anh đi đâu rồi? Chắc bác gái đường cò đi học rồi. Anh trai đang đi cắt cỏ đang đi đâu rồi? Đấy, chắc đi đâu có việc gì ấy. Sáng đi. Thế này thì bây giờ mất bị sạt này thì mất cả con đường này đi rồi anh nhỉ? Bây giờ mất đường rồi đấy, bây giờ đường nếu mà vật liệu của anh nhà ông cháu mà không đủ còn không biết đường nào mà vận chuyển đi nữa. Vật liệu nhà của hai ông cháu thì nếu mà vận chuyển đó các bác là qua cái con đường này này cô bác này. Tuy nhiên thì hiện tại thì có thể là bây giờ thì nếu mà như anh đào đi ấy, em nghĩ là chắc là anh kè thì mới dám đào đi chỗ này ấy. Kè mới dám đào, bây giờ càng bây giờ mình càng đào dưới thì nó lại càng trôi. À, bây giờ còn không có dám mà động chạm đây nhờ. Bụi tre này thì có vẻ như là nó bị cái phần là dế nó có khi là nó đã bị nhồi lên đấy anh nhỉ, nhưng nó chưa ngồi đi hẳn đâu ấy. Nó bị nhồi rồi, nó mới bị nghiêng xong rồi nặng quá chịu không trụ được nó mới đổ xuống ngoài ngọn nó ấy. Vâng. Bây giờ anh nếu mà bây giờ mà góc này mà không trụ được nó thì anh nghĩ chắc cả cái nhà của anh phải xuống một nửa. Này thì nếu mà bây giờ kinh phí để mà kè thì em nghĩ là chắc khoảng độ tầm 30-40 triệu ở chỗ này anh nhỉ? Vâng, cái bây giờ kinh phí cao nếu mà để mà kè được kè lên như thế này bây giờ anh mong muốn thì kinh phí cũng không có, mà có cái phí thì anh thấy cái kè ở dưới kia lên được khoảng 1-2 mét gì đấy để nó đỡ được lại. Vâng. Kè dần chứ hiện tại bây giờ nếu mà bởi một kinh phí mà kè lên mà bằng được cái nền nhà hiện tại bây giờ là khá là cao ấy. Năm nay thì thật sự ra đối với lại là nếu như mà hai anh em không có duyên với nhau thì cũng biết là vợ chồng của anh năm nay là có gặp nhiều thiệt hại như thế đâu cô bác. Đợt ra ở phía bên kia thì cũng đã bị thiệt hại là về cái phần gia súc gia cầm là cũng đâu đó là khá là nhiều rồi, nhưng mà đến cũng còn là rất là may là thời gian mưa vừa rồi là bị sạt bị ảnh hưởng. Bị sạt xuống thôi, vẫn còn là chưa có đến là cái tính mạng, chứ không là cái này mà bị sạt nữa mà cả ngôi nhà mà đổ đi nữa thì đêm 2 giờ đêm thì mới bị sạt. Nó còn sạt vào buổi đêm chứ bây giờ di chuyển đi thì anh bây giờ hiện tại là chỗ này cũng chả có chỗ nào để mà di chuyển đi. Không có chỗ để mà làm được rồi. Ở đâu cũng dốc ở dưới kia thì cũng không dám ở. Hầu như là ở trên vùng cao thì trận lúc cũng đã chia sẻ với các bác và các bác cũng đã biết được rằng rồi thế đất ở trên vùng cao thì nó toàn là ở sườn đồi thôi, cho nên là bà con ở trên vùng cao là lúc đào nền nhà thì cũng toàn đào ở trên sườn đồi để ở. Nhưng cái chỗ này thì chỗ này là nó bị đứt bị ngồi xuống hay là nó bị thấp xuống anh chỗ này ấy? Chỗ này nó bị nứt xuống em, hôm nọ bị nứt anh mới dấm lại cái chỗ nứt nữa chứ anh không dấm thì sợ nước mưa vào là nó ngấm. Là cái vết nứt chắc là đến tận chỗ anh ngồi rồi nhỉ? Này nó còn ra đến đây đi, ra xong ra bên kia rồi. Chú anh em mình ngồi là như này là nếu mà mưa cứ tiếp tục mà mưa chắc là bị sạt xuống hết đây nhỉ? Mưa là bị sạt xuống hết, nếu mà bây giờ nó tạnh thôi, bây giờ trời mưa vẫn nhão như kiểu đậu phụ luôn đấy. Ở đây thì cái chỗ kia thì đã bị là trúng xuống và bị ngồi xuống rồi các bác. Thực ra là phòng là tiếp tục là lấy cái bạt này để che để mà hứng nước là nó rơi xuống dưới thôi. Cái búi tre này là chắc là trước khi mà làm nhà thì cũng trồng đấy anh nhỉ, búi tre này là làm nhà xong mới trồng mà. Làm nhà xong mới trồng thì chính ra ngôi nhà này chắc là cũng làm từ lâu lắm rồi anh, ngôi nhà này lâu lắm đấy, nhà này đấy anh bây giờ được 27-28 tuổi mà lúc anh còn
nhỏ xíu bố mẹ đã làm những cái nhà này giờ chắc phải được 30 năm ở đây. Vâng. Mà không bị những năm vừa rồi mà không bị cái gì luôn, năm nay thì rất nhiều. Vâng. Anh bị thiệt hại nhiều nhất rồi. Như Lực còn nói rồi đó, các bác không có biết là có điểm nào nữa hay không, nhưng mà đối với lại là vợ chồng của anh thì hầu như là đi đâu thì đều là cái cơn đều là có những cái trận mà sạt lở, mà phải nói là sạt lở không phải là nhỏ của bác, mà sạt lở là rất là lớn. Cái bên này thì có vẻ như là những cái chỗ mà Trấn Lực hiện tại với lại anh Phong đang đi này các bác này, những cái chỗ này thì đã bị hầu như là bị ngồi xuống hết rồi. So với lại cái mặt phía trên với lại phía dưới thì bây giờ nó đã ngồi xuống cách đâu đó là tầm độ là 4-5 cm rồi. Cái này mà hôm nọ anh không dùng bạt này để che, em nghĩ là chỗ này là chỗ sạt luôn đấy nhở? Hôm nọ anh không che là xuống đây này, nó nứt đến đây này. Ủa này, này nứt từ đây bên kia này. Này. Chỗ này là đến tận là chuồng gà rồi chỗ này. Này chắc hầu phải. Hầu như là sát đến cái mách, sát đến cái mét mà chân cột hết rồi cái này. Đâu đó là cái vết nứt là cũng rơi đâu đó tầm độ là 1-2 cm các bác ạ. Bây giờ nếu mà chỗ này xuống là toàn bộ cái cột nhà là bị treo rồi. Treo lơ lửng như cột kia. Bên kia nhỉ. Video này thì cũng mong muốn rằng là chia sẻ lên cho các bác trong nước và ngoài nước cùng biết đến là sau cái trận cơn bão số 3 này thì dẫn đến là bà con ở trên này thì đã có bị là thiệt hại là nhiều không có bác. Đấy, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì đối với lại là ở trên cháu Lực kia có bác thì thiệt hại đâu đó là về tính ra là cả xã thì về cái phần tính mạng thì chưa có ai thiệt mạng của bác ạ, nhưng mà đối với lại là về cái của cải hay là vật chất thì phải nói là thiệt hại là rất là nhiều. Em với anh đi xuống cái kia xem một tí đây nhỉ. Vâng. Đi. Còn có đường đi đấy, đây đi đường này được không? Còn lại xuống chỗ này chắc không xuống được. Này đêm là nó bị sạt xuống thì có nghe thấy tiếng gì không anh? Có chứ, vẫn nghe thấy tiếng chứ. Đây, xuống tạm này, chỗ này còn bị trôi hết rồi. Một hai trận nữa là cả chuồng lợn này cũng xuống hết. Chỗ này thì nếu mà không có búi tre thì đi từ lâu rồi, bị sạt lâu rồi búi tre này. Không chỉ hẳn là ở phía mặt là bên kia sạt đâu các bác ạ, mà tận tới là những cái mặt ở phía ra đằng này thì cũng bị sạt là rất là nhiều. Hầu như là bây giờ là hiện tại là bị sạt xuống là cái con đường này của bác này là mất đường đi rồi. Này là trong lúc mà đang mưa thì có vẻ như cảm giác là bây giờ nếu mà trong lúc đang mưa là không dám đi như này đâu, không dám ở dưới này đâu. Này, chỗ này bây giờ còn nhão đi, khác hẳn là còn lún đấy. Này em nghĩ là nếu mà mưa kéo dài như mấy hôm trước thì có khi là còn là không có dám ở trong nhà đây anh nhỉ. Không dám ở đây, ở đây nhìn lên tà ly rất là cao luôn. Chỗ này bây giờ nếu mà kè làm sao mà kè một phát lên hết được, chắc kè từng bước anh nhỉ chỗ này. Từng bước một thôi, từ đây lên kia chắc phải được chục mét á. Tính từ dưới mặt đường mình lên, làm lọ đường đi nha. Cái đất hiện tại là đi còn bị lún xuống đấy các bác. Cảm giác như đi nó rất là ghê, như kiểu là nó bị lún xuống nào không biết. Đây là những cái viên mà anh dùng để kè đấy à, viên đá đấy. Những viên mà trước anh dùng để kè chắn này. Không mưa xuống bây giờ đá thì đây. Nhưng có mà trước kia là ở trên kia là bác kè, em nghĩ là thấy tầm hơn 1 mét một tí thôi nhỉ, trên kia hơn 1 mét thôi. Chứ anh không nghĩ là nó sẽ sạt như này đâu. Vâng. Ở đây bác ở đây gần mấy chục năm rồi thì nhà thì em thấy là cũng bác sửa lại thêm một lần nữa nhưng mà chưa từng bao giờ bị dính nhỉ. Chưa từng ấy, năm nay ấy, 3-40 năm ở đây và không bị, năm nay nó mới bị như này. Cái búi tre này thì đã
đâu đó là một búi tre mà khá là lớn các bác. Đấy, ở đây từ thời có búi là làm nhà là đã có búi tre rồi. Bây giờ không có thể đường đi luôn. Giờ khó khăn đấy, nếu nhà vật liệu mà ông cháu không đủ mình vẫn phải đi qua đường này mà không biết đường nào mà đi nữa. Bây giờ hiện tại đường thì không thể đi được. Đường này còn bây giờ nếu mà để mà đào là còn không dám đào đây nhỉ, đường này. Bây giờ không dám đào đâu, bây giờ càng đào trên này càng trôi xuống nữa mà. Bây giờ từ dưới này nhìn lên phải nói là rất là cao các bác ạ. Ra ma tổng bộ đội với ma ra rất là mặt đâu rất là mặt. Có vẻ như đường này cũng là đường đi xuống dưới thôn như là nhiều đấy anh nhỉ, đường này đường này xuống dưới kia nhiều lắm, nhưng mà bây giờ không đi được đấy chứ, xe cũng chả đi được, người cũng chả đi được. Giờ họ toàn đi đường kia chứ họ đi đường này mà. Giờ lớp hết này đi nào được. Đường này là trước hay xe máy là hay qua của bác ở đường này ấy. Chở liệu nhà hai cháu toàn đi đường này chứ mà bây giờ đường này như thế còn không có đường nào để mà đi đấy. Nhưng mà ở đây là anh có xem tận ở trên nhà kia nó có bị chỗ nào dặn đất không hay là vẫn chưa xem anh? Trước kia anh cũng chưa xem, chưa có thời gian đi xem. Nhân như là đây là đều là tất cả mảng là ngồi xuống rồi các bác. Đây là đợt 1, còn là đợt này là đợt thứ 2. Mưa, nếu mà trời cứ mưa nữa là anh nghĩ rằng còn xuống nhiều vì đất này nó đã xuống như này. Cứ sau một trận mưa, một trận báo lại dần đến là một cái nỗi ám ảnh đối với lại là không chỉ riêng vợ chồng anh Phong, các bác, cả gia đình của anh thì khi mà nhìn thấy những cái điều này thì đều là thấy cái sợ cả. Tại vì ở trên kia thì các bác nhìn thấy được rằng rồi, nó được đá ghi hình nên là có một cái chân cột là nó đã không có nằm ở trên phía mặt đất nữa rồi, mà nó đã bị là nhô ra ngoài rồi. Đây bây giờ mà ở trên đường thì chắc là nhìn thấy nhà anh như nhở? Có nhìn thấy luôn, thế trên kia nhìn thấy luôn mà. Hiện tại thì tao thấy đấy, sương mù tiếp tục là bắt đầu bao phủ là khá là nhiều rồi. Chỉ sợ rằng là tiếp tục cái lượng mưa của nó đổ đến thì lại dẫn đến lại dẫn đến là bị sạt thêm một lần nữa. Một tí nữa thì cháu được sẽ chia sẻ trên những cái video mà từ trên cao cho các bác là cùng nhìn nhận xem là sau khi mà cơn bão số 3 đi qua thì gây thiệt hại gì lớn đối với lại là anh Phòng thôi. Hiện tại trước mắt thì về cái gia súc gia cầm thì không bị thiệt hại anh nhỉ? Trên này thì hiện tại thì từ lúc anh chuyển bên kia về thì ở tạm đây thì chưa bị thiệt hại, ở đây ở bên kia thì thiệt hại. Vâng. Nhưng mà không biết là anh có từng nghĩ rằng là mình kiểu như cảm giác như là có một cái gì đấy mà như kiểu là về cái tâm linh không, mình đi đâu không cảm giác như là đều là bị sạt lở tới đấy anh? Anh cũng không nghĩ tới một lý do thiên tai hay là cái gì mà tự dưng năm nay anh ở đâu cũng bị sạt. Ở bên kia thì tưởng là chuyển về bên này ở thì cũng đỡ rồi, nhưng mà lại về bên này, hiện tại là bên này lại bị như thế, anh chả biết như nào. Nếu mà trước kia nếu mà dự định, nếu mà anh có kinh phí ấy, để mà làm ấy, thì anh đợt đấy anh muốn quay trở lại bên kia ở hay là để mà xem bên này là có cái nền nào không để anh ở bên này không, hay là vẫn ở cùng với lại là hai bác? Hiện tại thì anh cũng chưa có kinh phí để mà làm, thì hiện tại anh vẫn phải ở tạm với hai bác thôi. Nhưng mà nếu mà sau này có kinh phí thì liệu là anh còn đi ra bên kia để mà dựng nhà ở bên kia được không? Bên kia có chứ, bên kia anh vẫn phải dựng. Bên kia do là phần ruộng đất của nhà anh là bên kia nó khá là nhiều các bác ạ. Thành ra là bây giờ mình làm nhà ở đâu thì cần ruộng nương này thì mình mới có thể là ở được, chứ không là mình ở xa quá. Thành ra là trước quá trình mà đi lại thì nó cũng vất vả. Lại ra bên này nếu mà ở thì cũng chỉ được là
một cái miếng đất để mà làm nhà thôi, chứ không có rộng rãi như ở phần như ra ở phía bên kia của bác, mặt bên kia. Hầu như là đất canh tác anh là ở bên kia nhiều, giờ bên kia là không thể bỏ được, vẫn phải ở. Bên này bây giờ thì không có. Gọi là bên này bây giờ anh chỉ ra bên này rồi là trú tạm thôi. Ôi, bên kia thì em thấy là có hai cái bồ chuối mà phải nói là cực kỳ là to đây nhỉ, bên kia. Anh còn không biết là nó có đợi đến cho thu hoạch hay không. Đúng rồi. Tại vì là nó nguy cơ là dần đến là sạt, dần đến Tỷ là ngồi xuống tỷ quá lệ không là ra. rất là cao đấy, không thể tránh khỏi. Đằng sau nhà thì có bị một chút nào không anh, hay chỉ là bị Vé sườn nhà bên kia cũng bị trước nhà thôi. đó. Ôi, lên nó còn khó. Chỗ này thì chắc là trước có bị sạt một lần rồi anh nhỉ, chỗ này Chưa có bị mặt sạt một đường lần nhỉ. rồi mà, chưa đẩy cả cái chuồng lợn này nghiêng người bên này. Thế là trước là chuồng lợn này cũng bị nghiêng sang một bên rồi anh. Đúng rồi. Đấy, của em trước về kìa, bị gãy kìa. Đất xuống rồi đập cái xài gãy. Đây đúng không? Bây giờ phải dùng cái chai cây để chống người tạm. Ôi. Đêm thì chắc là sạt xong cái con chó này chắc là ám ảnh đấy anh nhỉ. Ôi, con chó sạt xuống Con ấy, chó nó này. sạt xuống một lần xong rồi trời mưa nó ngấm này. Lâu lâu lại xuống bốp, lâu lâu lại xuống bốp một lần. Chó sủa cả đêm. Hiện tại dưới này có vẻ là xe hàng xóm mà gửi nhà anh cũng khá là nhiều đấy nhỉ. Xe rồi không đi được, hàng xóm toàn gửi ở đây chứ. Xe này là xe của nhà nhà của Quyết, của bác ạ, bố Quyết đấy. Bên này thì em thấy là cũng bị à. Bên này cũng bị này. Chỗ này là tỷ lệ là xuống là rất cao rồi, không thể tránh khỏi, không biết nó xuống lúc nào đây. Hiện tại chỗ Nhưng mà này cái này nếu mà sạt thì lại cũng mất đường rồi. sạt cũng mất đường, cũng mất đường, một đường xuống rồi. Đây thì có vẻ như là đã bị là đã bị là phần gọi là sạt xuống rồi các bác ạ. Nhưng mà trước kia thì chắc là cũng thêm thời gian nữa. Vừa 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 hôm nay thằng Văn đó là pưng tốc tiền này không làm nào chỗ này anh nhỉ. Đấy. Chỗ này là cái mảng cao cao này 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 là xuống rồi này. Đấy, bây giờ thì gọi là cả gia đình đang sống trong một cái sự lo sợ của bác ạ. Những con đường lớn trên này thì cũng bị sạt lở rất là nhiều của bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực vừa mới từ nhà của anh Phòng lên. Dưới nhà của anh Phòng thì phải nói là đối với lại đôi vợ chồng anh Phòng thì năm nay phải nói là cực kỳ là đi vào bế tắc và ngõ cụt của bác ạ. Đây thì có vẻ như là đêm hôm qua sau một trận mưa thì cũng bị sạt xuống rất là nhiều của bác này. Cả cái cột điện kia là đều là bị nghiêng hết cả rồi. Nếu mà thời gian trong thời gian này mà cứ tiếp tục mà mưa ấy, thì có lẽ là cái con đường này của bác này thì sẽ không có đường để mà đi nữa rồi. Ở phía bên này thì cháu Lực nhìn thấy là trước kia là bên hình như là làm đường người ta vẫn kè rồi cô bác nhé. Tuy nhiên thì có vẻ như là kè này không ổn cô bác ạ, tại vì là lượng mưa năm nay là nó nhiều quá, nó kéo dài quá. Cái này thì có vẻ như là cả những cái cột những cây phải nói là cực kỳ là to của bác này cũng bị đổ xuống. Mặc dù là nó có đất, mặc dù là nó có cây cối rất là nhiều của bác nhá, nhưng mà có vẻ như là những cái rễ cây này của bác này nó không thể giữ được nó không thể giữ được đất. Hiện tại thì nếu mà bà con đi là còn phải là đi mặc dù là đường rất là lớn nhưng mà phải nhường nhau đi thì mới đi được. Ủa, lốp màu như là nổ.
Này mà đi qua chỗ này còn không có dám ở lại lâu đâu các bác ạ. Ui, không biết là cô kia bị sao đây. À, rửa nỗi ủng của bác ạ. Chỗ này thì là buổi sáng nay là máy xúc là vừa mới đào để mà cho con đường nó lưu thông nữa các bác ạ. Chứ ở đây thì đêm qua thì đã bị là hầu như là xe máy không thể đi lại được nữa rồi. Cái đất này cháu Lực đang đứng ở đây thì cảm giác như là nó vẫn đang bị trôi xuống đấy các bác này. Có vẻ như là trên kia, ở trên này này, có bị nước bị dò theo hay sao ấy. Tại năm nay thì rất là nhiều những cái hộ gia đình thì đã phải là di rời gấp rồi cô bác ạ. Di rời gấp ngôi nhà của mình. Hiện tại thì là đôi vợ chồng của anh Phòng đã di rời là một căn nhà rồi cô bác. Không biết là liệu nếu mà tiếp tục là mưa thế này thì ngôi nhà tiếp theo thì anh có phải là di rời nữa không. Ở cái video này thì cháu Lực muốn truyền tải và chia sẻ lên cho các bác biết được rằng là những cái vụ sạt lở nghiêm trọng ở trên vùng cao. Và thức phim này cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực. Rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác là nhiều hơn để dành tặng tới cho những cái hoàn cảnh nào mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Và lời đầu tiên, lời cuối cùng thì cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cái bà kia là còn phải đi là đi chạy vội đấy các bác ạ. Không có dám đi từ từ qua cái đoạn này đâu. Cá này vú bao nhiêu tầm ăn hộ? Cá này vú bao nhiêu hộ? Thế tôi lạc lấy lòng cung cấp xuống tới cầm ăn hộ. Ừ, tầm áp bên tao lấy. Đi xa, tao làm bên luôn rồi nhỉ? Nó, tao làm bốn rồi. Vừa rồi bà thì đi vào xá của bác, thành ra là cùng cháu Lực là đi một đoạn luôn. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông, uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ui, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Thì có lời cho các bác các chị. Thì chỉ là lúc này nếu mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị, các em các chị. Rồi nói rồi, không biết nói nhiều, xin cảm ơn các chị, các bác. Rồi, xin cảm ơn.